Hello everyone, welcome back to our lesson today. So we have our speaking topic today. Uh, okay, so first one we talk about the hobbies. By đầu tiên, speaking chúng ta nói về sở thích các bạn nhé. And we have some useful vocabularies here. Chúng ta có một số từ vựng ở đây các bạn đọc theo thầy nhá. Alright, the first uh, vocabulary we have spare time. Spare times là thời gian rảnh rỗi, tương tự như free time hay leisure time ta có gì ạ to blow off steam blow off steam để xả stress sau những giờ học giờ làm căng thẳng giải tỏa stress to blow off steam có nghĩa là giải tỏa căng thẳng ta có từ unwind là để thư giãn để giải trí to unwind can't get enough of it là không có đủ cho nó Ý nói là tôi cực kỳ thích cái gì đấy Và với tôi bao nhiêu thời gian vẫn là chưa đủ Đối với cái hoạt động đó Can't get enough of it Okay, the next one we have There's only 24 hours in a day There's only 24 hours in a day Với tôi thì uh, chỉ có 24 tiếng một ngày thôi Ý nói là tôi rất thích cái hoạt động nào đó Và 24 tiếng là dường như không đủ đối với tôi Để làm cái hoạt động đó Tôi muốn nhiều hơn thế Nhưng mà rất tiếc chỉ có 24 tiếng một ngày mà thôi Ok, chúng ta có từ tiếp theo nữa Laser time uh, Sorry, laser activities Laser activities Những hoạt động lúc rảnh rỗi Đây chính là gì ạ? Đây là things you do in your free time for enjoyment Những hoạt động giải trí bạn làm khi rảnh rỗi Okay, for example, my laser activities are playing football, reading books, cooking, or going go cycling, vân vân. Chúng ta có tính từ hectic, có nghĩa là gì? Rất rất bận rộn, rất rất áp lực. Okay, so my life is very hectic. I always, I am always busy, and I am, I often feel a lot of stress stressful <laughs> Hectic có nghĩa là rất rất áp lực, rất rất căng thẳng, rất bận rộn uh, Next one we have to take up a new hobby Là gì ạ? Là to start Doing a new hobby, to begin doing a new hobby. À, chúng ta bắt đầu một sở thích mới, bắt đầu một thói quen, một cái cái điều mà chúng ta thích làm, à, cái điều này chưa từng làm bao giờ và bây giờ là chúng ta bắt đầu thích nó thì chúng ta sẽ nói take up a new hobby, bắt đầu một sở thích mới, một thói quen mới. Chúng ta có một số cụm từ khác đơn giản nữa là love cộng doing something. Tôi thích làm gì, tôi yêu công việc gì. I love reading comic books. I love cooking. Tôi rất thích nấu ăn. I love going cycling. Tôi thích đạp xe dã ngoại, đạp xe đi chơi, đúng không? I love playing football. Tôi thích chơi bóng đá. Chúng ta có một cụm từ nữa là be interested in, cộng verb in hoặc cộng danh từ, thể hiện thích cái gì. The be là to be nhỉ. I am interested in watching movies. I am interested in playing chess. Tôi thích chơi cờ vua. I am interested in reading books. Ta có từ enjoy cộng verb in cũng khá là tương tự này. Rồi, tiếp theo là in particular Đây là một từ mới trong bài nha In particular, cụ thể thì Khi bạn nói rằng bạn thích cái gì đến mức mà gì ạ There's only 24 hours in a day Tôi rất thích nó đến mức mà chỉ với tôi chỉ có 24 tiếng một ngày Ý nói là chưa đủ nha, 24 tiếng là không đủ đối với tôi Tôi rất là thích, thích tới cứ nào In particular, cụ thể thì Tôi làm nó vào giờ nào, dành bao nhiêu tiếng một ngày, vân vân Thì chúng ta sẽ dùng cụm từ in particular Hoặc I have many hobbies. Tôi có rất nhiều sở thích và các bạn có thể nói cụ thể thì tôi thích bóng đá, thích nghe nhạc, thích xem phim. In particular, I like football, I enjoy listening to music, I am interested in cooking. Ok, vân vân. Rồi, à, chúng ta có một cụm từ là soothing sound. Ở đây là một từ mới trong bài âm thanh nhẹ nhàng. Cái cái từ mới này nói về cái đàn guitar. It has soothing sound. Nó có âm thanh rất là nhẹ nhàng. Đó là lý do vì sao tôi thích nó. Ta có một cụm từ nữa definitely definitely chắc chắn rồi nó giống như certainly chắc chắn rồi giống như sure nhưng trong bài thi IELTS thì các bạn hãy dùng những cụm từ ít sử dụng trong đời sống thường ngày đây là những cụm từ mang tính học thuật và chúng hoàn toàn không được dụng trong đời sống thường ngày và mang tính học thuật trên nó khó mà IELTS thì là một kỳ thi rất khó đòi hỏi các bạn là phải sử dụng các cụm từ đó chứ không chỉ yes no không chỉ là những cụm từ đơn thuần I like I, my favorite đâu bạn có thể nói với những cụm từ như là gì ạ There's only 24 hours in a day hay I can't get enough of it Vân vân. thế rồi để mà relax để mà reduce stress giảm giải tỏa căng thẳng đúng không thì chúng ta sẽ dùng cụm từ gì to blow off steam hay là to unwind rồi tiếp theo nữa là gì to be honest đây là diễn thành lập thành thật mà nói trong bài nói của chúng ta chúng ta có thể dùng cụm từ này để kéo dài thời gian kéo dài cái lời nói của mình ra à, và cái cụm từ này thì chúng ta sẽ mô tả xem là cái phần này có vẻ như sẽ là phần tổng kết à, thành thật mà nói thì tôi thích rất nhiều thứ và thứ mà tôi hay làm nhất đó là gì là đi ngủ đó là một sở thích vĩ đại nhất của tôi rồi chúng ta có một cụm từ it is essential essential đây là điều quan trọng Uh, điều quan trọng là với IELTS thì các bạn sẽ không dùng it is important đấy là một cụm từ hết sức thông thường và chúng ta sẽ dùng một cụm từ mang tính học thuật cao hơn it is essential điều quan trọng là rồi trong bài thì chúng ta cũng có thể nói về nhiều lợi ích tại sao why why do you like it tại sao bạn thích nó? Why do you take up that hobby? Tại sao bạn lại bắt đầu cái thói quen đấy nhỉ? Cái cái sở thích đấy nhỉ? Bởi vì because it has numerous benefits. Benefits là lợi ích đúng không ạ? Từ này nó còn tương đương với một từ khác đó là advantages. Okay, advantages, advantages là lợi ích và benefits cũng là lợi ích. Nếu như người ta hỏi về advantages, what are the advantages of your hobby? Cái lợi ích của cái cái sở thích của bạn là gì? Thì bạn sẽ trả lời là it has numerous Numerous là rất rất nhiều. It has numerous benefits. Nó có rất nhiều lợi ích. Chứ chúng ta không nhắc lại câu hỏi của giám khảo. Chúng ta sẽ không nhắc lại cụm từ đã có trong trong cái câu hỏi của giám khảo nha. Rồi có một cái mẹo mà trong phần này nó hướng dẫn chúng ta như sau. Đó là chắc bạn hãy sử dụng những cụm từ không thông thường. Tức là phải sử dụng những cụm từ mang tính học thuật mà người dân người ta không sử dụng bây ở trong những tình huống hàng ngày. Rồi hãy sử dụng các cụm động từ. Ở đây các bạn nhìn thấy các ạ? Cụm động từ blow off steam không phải là một động từ đơn mà là động từ kép động từ ba từ bốn từ hợp lại và đó gọi là cụm động từ và chúng cấu tạo từ các từ khác nhau. Trong đó có một động từ gốc và những động từ này thì sẽ mang lại cảm xúc tốt hơn cho người nghe. To blow off steam hay can't get enough of it hay là to unwind myself vân. Rồi và các bạn hãy sử dụng những gì những thành ngữ nếu có thể ở đây chúng ta có cái gì ạ? To be honest, thành thật mà nói đây là một thành ngữ này. Hay là gì? In particular, cụ thể thì cũng là một kiểu thành ngữ. Rồi chúng ta có gì ạ? Blow off steam cũng là kiểu thành ngữ hay là can't get enough of it, hay là there's only 24 hours in a day cũng là một kiểu thành ngữ các bạn nha. À, những cái lối nói này trong những tình huống thì chúng không thay đổi vị trí của nhau. Rồi và về nhà trả lời cho thầy bảy câu hỏi này trong đầu, tư duy trong đầu nhé bởi vì giám khảo À sẽ không hỏi bạn 7 câu hỏi đâu. Họ chỉ hỏi một câu duy nhất thôi. What is your hobby? Chỉ một câu thôi và các bạn sẽ phải trả lời à, tất cả những cái câu như thế này trong tư duy trong đầu của các bạn. Câu số 1 what is your hobby? Trả lời xem tôi thích cái gì nhỉ? I fancy, I love, I like. Hay, I enjoy à, và các bạn có thể dùng những cụm từ uh, mang tính học thuật như là gì I took up tôi đã bắt đầu cái sở thích của mình khi nào hay I am interested in I enjoy I fancy I like I love to vân vân tiếp tục nữa nào uh, How long have you had your hobby câu này các bạn phải trả lời nó bằng cách là sử dụng cụm từ gì Take up và nếu như chúng ta bắt đầu cái thói quen bắt đầu cái sở thích từ quá khứ chúng ta sẽ dùng I took up That hobby. I took up my hobby when I was a child. Since I was a child, thì từ khi tôi còn là một đứa bé, năm tuổi ví dụ thế. Why do people have hobby? Tại sao con người ta lại có sở thích? Uh, bởi vì mọi người muốn gì à? Uh, I think hay là to my uh, opinion, to my view. Theo quan điểm của tôi thì sao? Uh, việc có sở thích sẽ giúp bạn làm sao nhờ giải tỏa căng thẳng. Bạn dùng cụm từ gì? When you have a hobby, when you have a good hobby, a nice hobby, it helps you to... Uh, bạn sẽ không dùng cụm từ relax. Bạn dùng cụm từ gì nhỉ? Unwind. Unwind. Trên này chúng ta có cụm từ unwind này đúng không? Sở thích giúp chúng ta gì nhỉ? Relax này bằng cụm từ unwind này. Rồi làm gì nhỉ? And I want to blow off steam after a, a long day working at school. Và tôi muốn gì ạ? Xả chết sau một khoảng thời gian căng thẳng ở trường blow off steam i want to blow off steam đấy là mục đích của việc có hobby nha When and why did you start your hobby? Câu này thì nó khá giống với câu How long have you had your hobby? Ấy. When là khi nào và why là tại sao? Thì bạn có thể trả lời ở trên các câu này nó cũng khá là giống nhau thôi. Tại sao nhỉ? Bởi vì tôi muốn giải tỏa căng thẳng, tôi muốn enjoy tận hưởng cuộc sống đúng không? Can I make money from doing your hobby? Câu này thì tư duy cá nhân của bạn có thể trả lời hoặc giám khảo có thể hỏi thêm. À, sở thích của tôi là đọc sách thì sao? đôi khi là có thể tạo ra tiền hoặc là cũng có thể không. Nhưng với một số sở thích có thể tạo ra tiền. Ví dụ như là chơi game, nếu chơi game chuyên nghiệp này hay là chơi thể đúng không chơi bóng đá nếu bạn đi thi đấu thì sao nhỉ when you jump in a competition khi bạn tham gia một cuộc đua một cuộc đấu đúng không bạn có thể hoàn toàn giành chiến thắng when you and, and you win the prize and you may get some money có thể tạo ra một chút tiền bạc rồi một số người có sở thích vẽ vời kiến trúc đúng không ạ vẽ vời và những người đó thì hoàn toàn có thể kiếm tiền từ việc là vẽ tranh hoặc là vẽ đồ họa kiến trúc để bán lấy tiền How many hours a week do you spend on your hobby? Câu này thì giám khảo sẽ không bao giờ hỏi mà các bạn sẽ phải trả lời nhá. À, tự trả lời trong tư duy của mình. Bạn thích nó tới cỡ nào nhỉ? Tôi dành 3 tiếng, 6 tiếng, 12 tiếng để chơi game một ngày, chơi để thực hành to practice my favorite hobby and uh, to me 24 there's only 24 hours in a day which is not enough. À, với tôi thì chỉ có hai từ tiếng một ngày, có nghĩa là không đủ với tôi. Tôi dành ra 10 tiếng một ngày chơi game đúng không? Câu này giám khảo sẽ không hỏi đâu, bạn sẽ phải trả lời tự trả lời trong tư duy của mình rằng tôi yêu thích nó tới cỡ nào. Tôi dành 6 tiếng một ngày và tôi làm nó ở đâu? Mọi lúc mọi nơi. Ví dụ sở thích của tôi là đọc sách đúng không? trên xe buýt tôi cũng đọc sách, đến trường giờ ra chơi tôi cũng đọc sách. I read the book in my break time. I read the book on the bus. Uh, I read the book when I cook dinner, I read the book even when I go to the toilet. Thậm chí là đi toilet, toilet bạn cũng uh, mang sách đi để đọc nha. Đấy là một sở thích vĩ đại của bạn. Rồi, tiếp theo là is uh, your hobby safe or dangerous? Is it good or not good? Uh, cái sở thích của bạn có tốt đúng không nhỉ? Yes, sở thích của tôi là đọc sách và nó rất 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 rất, rất, rất tốt đúng không? It is essential to do a hobby because uh my hobby uh, as you know i love, i love reading and when i read uh, i have more time and more chances to get to know about the culture all over the world and get in uh, enrich my knowledge khi mà tôi uh, đọc sách thì tôi có uh, quyền có có nhiều thời gian để mà ngẫm nghĩ và suy nghĩ về và học hiểu về văn hóa của các nước cũng như là làm giàu cái vốn hiểu biết của bản thân tôi lên Ok. Uh also this is a good way is it a essential way to unwind myself. Đây cũng sẽ là cách để chúng tôi để tôi thư giãn bản thân mình. Ok, rồi thì uh, thầy sẽ đọc trơn một lần đối với bài mẫu này và về nhà các bạn hãy theo dõi cái phần này nha. Now, number one, do you have any hobby? Uh hobbies. Bạn có sở thích nào không? Câu trả lời thường sẽ là yeah, yes, of course I do, nhưng mà đấy sẽ không phải là câu trả lời uh, để dừng lại tại đó. Bài thì IELTS các bạn sẽ phải trả lời xem. Sở thích đó là gì? Bạn thích nó tới cỡ nào? Thực hành nó ra làm sao? Mục đích của cái việc có sở thích đấy là gì? Vân vân. Ok, so in my spare time, I absolutely love playing tennis. Chà, vào lúc rảnh rỗi của tôi, spare time chứ không phải free time. Hãy dùng những cụm từ mang tính học thuật. Tôi thực sự là gì ạ? Thích cái gì đây? Thích chơi tennis đúng không? I can't get enough of it. Tôi thực sự thích nó. I took it up more than five years ago. Tôi đã bắt đầu cái sở thích này đúng không ạ? À, các bạn thấy không? Took it up đúng không nhỉ? Tôi đã bắt đầu sở thích này 5 uh, năm, năm trước đây và nowadays, ngày nay, bây giờ, các bạn có thể dùng từ now, Bây giờ I play every weekend with my father. Tôi thực hành nó, tôi chơi nó gì ạ? Mỗi cuối tuần với ông bố của tôi. I first began playing so as to so as to là gì ạ? Là để nhằm làm gì? Why? Tại sao bạn lại muốn là chơi tennis nhỉ? I first uh, play the tennis so as to Hay in order to get fit để mà cân đối để mà giữ dáng để mà khỏe mạnh đúng không? Uh, but I've found it's also a great way to unwind. Và tôi cũng thấy rằng là gì ạ? Nó là một cái hay ho hay là it is it is a uh, essential way to unwind là một cách cực kỳ quan trọng để mà giúp tôi thư giãn đúng không? Rồi câu hỏi số 2 Are there any hobbies you would like to have in the future? Bạn có định à, có một cái sở thích nào khác nữa ở tương lai không? Thì câu này các bạn hoàn toàn có thể dùng gì à, tôi có rất nhiều sở thích dự định sẽ thích những cái gì ở tương lai đúng không? Certainly, chắc chắn rồi I've always been interested in tôi rất là hứng thú trying new things thử những thứ mới but unfortunately there's only 24 hours in a day nhưng mà cái hạn chế đối với tôi là chỉ có 24 tiếng một ngày tức là gì? Tôi rất thích khám phá những cái mới nhưng mà dường như lên thời gian 24 tiếng là không đủ với tôi, tức là tôi rất thích đấy các bạn nhá. In particular, uh, cụ thể thì tôi thích những cái gì mới nhỉ? Tôi thích học đàn, tôi thích học tiếng Anh, tôi thích uh, quay YouTube để trở thành một YouTuber đúng không các bạn? Uh, ok và thích tới cỡ nào và một trong ba cái dự định đó tôi có thể tôi sẽ thực hành đến cùng đó là việc uh, trở thành một youtuber đúng không if i had more chance to to work on youtube i would definitely uh, take lessons uh, thì tôi sẽ chắc chắn sẽ học đăng ký các khóa học các bài học À, đối với Youtube, đối với các người mà người ta dạy về là kinh doanh Youtube Dạy về đào tạo, về làm Youtuber Rồi, what are some advantages of having hobbies? Advantages là lợi ích mà như thầy đã nói Thì các bạn hãy thay thế nó bằng cụm từ trong câu trả lời của mình Các bạn nói về lợi ích, các bạn sẽ dùng cụm từ benefits Đúng không các bạn? Chắc bạn sẽ không dùng cụm từ advantages nữa Mà chúng ta sẽ dùng cụm từ benefits ở đây Rồi, những lợi thế nào của việc có, có sở thích có sở thích thì giúp các bạn có những cái gì ạ? Ok, that's a good question. Đây là một câu hỏi hay đấy. Bạn này bạn đánh giá giám khảo luôn. À, ông đã đưa cho tôi một câu hỏi rất là hay và I suppose tôi cho rằng, I believe tôi tin rằng, I think tôi nghĩ rằng, hobbies provide numerous benefits. Hay hobby hobbies give numerous hay give many benefits. Những sở thích thì đem lại provide là đem lại rất rất nhiều các lợi ích. Such as bạn ấy liệt kê ra for example hoặc là such as hay là for instance. Đây là những cụm từ liệt kê nha. Ví dụ như là such as hay là like. Ví dụ như like đúng không ạ? À, đây là các cụm từ chỉ ví dụ à, such as, hay là for example, hay là for instance, hay là like. Đây là các cụm từ mà người ta sẽ liệt kê ra. Và bây giờ chúng ta sẽ liệt kê. Chúng ta có những lợi ích nào? The opportunity cơ hội to meet new people để gặp những người mới, or improve my health. Once là tính từ sở hữu, or improve my health. Ok, hoặc là để cải thiện sức khỏe của tôi. Nếu tôi thích chơi bóng thì là uh, the opportunity to meet new uh, to meet other famous players in the world để gặp những người chơi bóng nổi tiếng trên thế giới, những cầu thủ nổi tiếng, hoặc là to improve my health để phát triển cái sức khỏe, cải thiện cái sức khỏe của tôi. Ngoài ra thì đá bóng cũng sẽ là à, rèn uh, luyện cái tinh thần của tôi đúng không? to practice my mental health uh, tinh thần của tôi và cũng như là chúng ta có thể ngoài việc sức khỏe ngoài việc uh, thì chúng ta còn có học được những bài học nữa đúng không vân vân các bạn có thể tùy các bạn gạch đầu dòng và nghĩ ra những cái uh, lợi ích và các bạn có thể sử dụng google dịch để trợ giúp cho mình trong quá trình rèn luyện và học tập tích lũy tri thức nha personally cuối cùng bạn này bạn kết luận sao nhỉ cá nhân mà nói personally laser activity help me to relax à, các hoạt động à, vào thời gian rảnh thì giúp tôi làm sao ạ giúp tôi thư giãn đúng không? This day I am very busy uh, to be honest uh, những ngày này tôi rất là bận và thành thực mà nói because of study and hard work bởi vì cái sự uh, uh, học hành và cũng như là công việc căng thẳng đúng không? Life can sometimes be pretty pretty là very very life can be sometimes pretty hectic ở uh, cuộc sống đôi khi rất là gì hectic từ hectic mà ta đã học đó là gì là căng thẳng là áp lực đúng không các bạn hectic very busy and very stressful rất căng thẳng và rất áp lực vì thế nên therefore it is essential that I do something to blow off steam thì điều quan trọng là không phải dùng từ important mà ta dùng từ essential điều quan trọng là tôi phải làm cái gì đấy để mà blow off steam để mà giải tỏa căng thẳng giải tỏa áp lực các bạn nhé các bạn thấy người ta dùng cụ từ có hai không ạ blow off steam to unwind to relax to blow off steam to reduce stress người ta không dùng reduce stress mà người ta dùng blow off steam. Các bạn hãy học thuộc những cụm từ này, sử dụng linh hoạt và viết cho thầy một đoạn văn nhé à, về cái sở thích của mình. Tôi làm nó, tôi có sở thích là gì? Tôi thích nó tới cỡ nào? Đúng không? Hãy sử dụng các cụm từ học thuật mà ta đã học và tôi mục đích là vì sao? À, câu hỏi vì sao tôi lại thích nó? Tôi có định thích cái gì khác nữa ở tương lai hay không? À, và những lợi ích của cái việc có sở thích là gì? tại sao tôi lại có sở thích và những lợi ích của cái việc có sở thích đấy là gì đối với bản thân mình có sức đem lại sức khỏe không có đem lại tiền bạc không có đem lại danh tiếng không có đem lại cơ hội để học hỏi để giao lưu với những người khác hay không và cuối cùng hãy kết luận rằng là tôi có sở thích để làm gì vừa để thư giãn đúng không bởi vì công việc ở trường đúng không uh, study at school is very pretty hectic công việc ở trường rất là căng thẳng và vì thế nên so i need a hobby and i want to do it so as to Blow up steam để mà giải tỏa Cái căng thẳng, cái áp lực đó của tôi Rồi ok, vậy thì à, bài của chúng ta kết thúc Ở đây và hy vọng là các bạn hiểu bài Chúng ta hãy cố gắng sử dụng những cụm từ Những từ mới, những từ mang tính học thuật Mà ta đã học ở đây và áp dụng Vào các tình huống trong các câu nói Cách diễn đạt của mình để lời nói của chúng ta à, Thể hiện tốt hơn à, Trong cái phần uh, thi trả lời IELTS này Các bạn nhé, rồi bài của chúng ta kết thúc Ở đây và chúc các bạn một ngày tốt lành Goodbye